Xin chào các con, chào mừng các con đến với trung tâm toán tư duy Hê Sơn. Hãy dành tràng tay thật lớn cho tất cả các bạn ở lớp toán tư duy 5T3. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học các chuyên đề tiếp theo. Thì trước khi vào bài mới, thầy sẽ hướng dẫn chữa nhanh cho các bạn cái bài cũ nha, bài số 7. Đọc lại cho thầy đề bài số 7, mời bạn Phương Vi nào. Phương My đọc cho thầy. Cái mic của con không thu được rồi. Như mic nó gặp lỗi rồi. Thôi mời bạn khác đi. Mời bạn Hải Đăng nào. Hai số hai kho có 14.000 kg thóc. Kho thứ nhất có ít hơn kho thứ hai 600 kg thóc. Tính số thóc ở mỗi kho ạ. Dạng toán này thuộc dạng toán gì con? Thuộc dạng toán gì đã học? Đây là có tổng số thóc hai kho là 14.000 đúng không? Vâng. Kho thứ nhất ít hơn kho thứ hai 600 thóc là hiệu. Thuộc dạng toán gì đã học? Các con comment thầy nào. Dạng toán tổng hiệu đúng chưa? Tìm hai số với tổng và hiệu của hai số đó. Thì muốn tìm số lớn ta chỉ việc lấy tổng cộng hiệu chia 2, còn số bé thì lấy tổng hiệu chia 2 là xong đúng không? Giờ đây ta xác định là số nào là số bé các con? Số bé là số nào? Là 600. Số bé là đấy là hiệu. Số bé là kho thứ nhất. Kho thứ nhất, vậy ta đi tìm kho thứ nhất này. Kho thứ nhất. Kho thứ nhất có số thóc là ta lấy bao nhiêu ạ? Ta lấy mở ngoặc 1.400. Kho thứ nhất là số bé đúng không ạ? Trừ đi 600, trừ đi hiệu, tổng trừ đi hiệu, đóng ngoặc chia 2, tính cho thầy bao nhiêu là 13.200 chia 2 bằng 666. Bao nhiêu ạ? 13.407. Đúng rồi. 6.700 nha. Đơn vị là kg. Tiếp tục. Bây giờ thì là kho thứ nhất, có thì là kho thứ hai không? Là kho thứ hai thầy mời bạn. Bạn nào hỏi cái này nhỉ? Thanh Huyền. Các bạn thầy là kho thứ hai. Có số thóc là bao nhiêu? 6.700 cộng 600 bằng 7.300. Thấy 6.700 cộng 600 bao nhiêu ạ? 7.300. Còn chưa đi. Đơn vị là kg. Chưa rồi nha. Còn xong thì comment cho chữ X gì hoặc là báo đã xong nha. Huyền Thanh đã hiểu phần này chưa con? Con hiểu rồi ạ.
Bạn biết gì ạ? Xong chưa? Ok. Thầy chuyển nha. Rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn ôn tập nội dung về phân số. Tính nhanh với phân số nha. Nào, trước tiên các bạn, bây giờ chúng ta thì comment cho thầy à, thầy viết này đi. Bạn viết vào vở này. Phân số này. Phân số nhé thì nó gồm có cái gì? Cái còn hệ thống là cho thầy này. Thứ nhất là các bạn sẽ nắm được là dấu cộng dòng thứ nhất là khái niệm. Được chưa? Thứ hai, nội dung thứ hai là các bạn phải nắm được về phân số bằng nhau. Các bạn phải nắm được là cách so sánh hai phân số. Các bạn nắm được kiến thức gì ạ? Các phép tính với phân số và phải nắm được là tìm phân số của một số. Nào, nhắc lại cho thầy các cái phần liên quan phân số, cái viết ở vở đi. Mời bạn Tuấn Phong nhắc lại cho thầy. Con đưa thầy phân số khái niệm phân số bằng nhau cách so sánh hai phân số các phép tính với phân số thì phân số của một số. Mời bạn Quang Vinh. Thầy phân số khái niệm phân số bằng nhau cách so sánh hai phân số các phép tính với phân số tìm phân số của một số. Được rồi. Viết cái phần vào đi. Ở đây nó có rất nhiều cái nội dung. Đấy, trong một cái buổi ôn thì thầy chỉ khái quát thôi. Và thầy sẽ tập trung dành cho một dạng là các phép tính, tính nhanh với phân số nha. Được chưa? Hiểu phần này gật đầu thầy nào. Các bạn viết xong thì comment chữ X gì? Các bạn cần thêm thời gian để comment chữ T.
Ok. Tiến Dũng. Nhanh nha. Nào thì có cái phần này này, Dạ phải, con nó có đến muộn chút ạ. con gì đây, con tên gì đây? Con tên Nguyễn Trúc ạ. À, Minh Trúc vào lớp rồi đúng không? Dạ, xin lỗi ạ. Hữu Tâm vào chưa? Hữu Tâm và Thế Lộc vào chưa? Ok. Nào, chúng ta tiếp nha. Thì thế này, để cái phần này hiệu quả thì nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là ôn nhanh về phần cơ bản. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ làm cái phần nâng cao nhé. Comment cho thầy. Phân số gồm có mấy phần? Comment. Bây giờ chỉ, này chỉ còn comment thôi. À, phân số gồm có hai phần, đúng rồi. Phần thứ nhất là được gọi là gì ạ? À? Phần thứ nhất được gọi là, rồi tốt rồi, phần thứ nhất gọi là tử số, còn phần thứ hai Mẫu số. được gọi là mẫu số mà chúng bởi được ngăn cách bởi dấu gạch ngang. Ok, xong rồi. Thế thì mẫu số là nó phải luôn khác không nhá, và cái phân số ấy thì nó có đặc điểm a và b này, thì cả a và b phải đều là các số tự nhiên. Rồi tốt rồi. Tiếp theo thì bây giờ ta có là trong so sánh phân số ấy, nó có nhiều cái cách để so sánh nha. Đánh phân số thì ví dụ như là chúng ta cách đơn giản là làm gì ạ? Quy đồng mẫu số đúng không ạ? Hay là hai phân số có cùng mẫu số 3 phần 7 và 4 phần 7. Phân số nào có mẫu số hai phân số bằng nhau, và phân số nào có tử số bé hơn thì phân số làm sao? Bé hơn. Phân số nào mà có tử số lớn hơn thì phân số lớn hơn. Hiểu chưa ạ? Hiểu gật đầu với thầy. Thế thì nó ở trong cái chuyên đề về so sánh phân số ấy thì nó có nhiều cái nội dung. Nhưng có một cách để hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là khi bạn làm phần trắc nghiệm. Nào, cho thầy biết nào. 3 phần 7 so với 5 5 phần 9 này. Nào, theo các bạn thì ta điền dấu gì? Comment. Có bạn thì nói là bé, có bạn nói là lớn đúng không? Con thầy ơi. À, mời con. Chứ ý người Ngọc Ánh thì điền cả hai dấu à? Rồi, không sao nhé. Nào, bây giờ hướng dẫn anh nhanh này. Cách thứ nhất là các bạn có thể quy đồng đúng không? 3 phần 7 và 5 phần 9, 3 phần 7 thì bằng 27 phần 63 đúng không? Bên này là 35 phần 63 đúng chưa? Và ta điền dấu gì ạ? 27 nhỏ hơn 35 phải điền dấu gì đây? Dấu bé, chúc mừng các bạn là dấu bé nha. Sơn Lâm hiểu chưa?
Bảo Hân hiểu chưa con? Gia Bảo hiểu chưa? Đây 27 nó nhỏ hơn 35 vậy. 27 phần 63 nhỏ hơn 35 phần 63. Cho thầy hỏi bạn, các bạn đã rõ phần này chưa? Rõ comment cho thầy con rõ. Yeah. Bây giờ thầy muốn nào thêm một bài nữa nha. Nào bây giờ thầy có là 2 phần 11 so với 5 phần 5 phần 18 này. Đấy. Thì theo các bạn, chúng ta điền dấu gì? Rồi, rất tuyệt vời. Các bạn đã làm tốt rồi đây. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho các con. Với các bạn mà làm bài so sánh phân số dạng trắc nghiệm, có một cái bí kíp giúp cho chúng ta làm siêu siêu nhanh. Các bạn muốn thầy chỉ cho không ạ? Và cách làm như sau. Cách làm như sau nhé, ở đây. Từ từ. Đây ta điền dấu bé đúng không ạ? Và cách làm như sau này. Đây là thầy nói là trong bài toán phần trắc nghiệm nhé. Không trình bày các cái bước giải. Thì cách làm này. Khi so sánh 3 phần 7 và 5 phần 9. Ta chỉ cần nhân chéo, dùng tích chéo. Cách tích chéo này. Đây ta lấy 3 nhân 9. 3 x 9 bao nhiêu ạ? Bằng 27 được chưa? 7 x 5 bằng 35. Ta so sánh hai cái tích này, 27 nhỏ hơn 35, vậy ta điền dấu bé. Nhanh không các con? Nhanh chưa? Thế viết tự bài này, 2 phần 1 và 5 phần 18 thì ta chỉ đơn giản là ta so sánh bằng cách là ta thấy 2 x 18 nhân chéo này thì bằng 36. 11 x 5 bằng 55. 36 nó nhỏ hơn 55, ta điền dấu gì đây ạ? Dấu bé. Nhanh hay là rất nhanh? 5 x 7 là 5. Nhanh. Rồi, tốt rồi. Nhanh quá đúng không? Có muốn làm bài tương tự không? Nào, bây giờ thầy có là 7 phần 5 và 9 phần 7. Nào, tính nhanh cho thầy. So sánh người ta yêu cầu điền dấu thôi chứ thầy không nói là việc cái việc trình bày các bước nhá. Wow. Quang Vinh đã xong. Rất là nhanh. Ngọc Ánh Hải Phòng. Bảo Hân Mai Anh Tuấn Phong Chí Đạt kiểm tra lại. Bảo Trâm Hải Đăng, Hương Vi, Thế Lộc, rất đơn giản đúng không? Hãy dùng tích chéo, ta chéo này 7 x 7 bằng 49. Chéo bên này 5 lên nhân 9 bằng 45. Ta thấy 49 nó lớn hơn 45, vậy ta điền dấu lớn. Và chúc mừng các bạn có kết quả là dấu lớn. Từ nay các bạn đã thấy nơi phần so sánh thì dễ không? Dễ hay rất dễ? Dễ không các con? Khi ở dễ đúng không? Đấy, về phần so sánh phân số mà đặc biệt là các bài trắc nghiệm nhá, hãy áp dụng cái phương pháp của thầy, không cần quy đồng tử số, chẳng cần quy đồng mẫu số, làm có 30 giây có khi 15 giây hay là 10 giây đã xong rồi. Tuyệt vời không? Tuyệt vời hay rất tuyệt vời đó nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là phần phép tính với phân số. Nào, cái phần này vẫn chưa phải ghi nhá. Chưa phải ghi. Nào, đầu tiên là phép cộng phân số. Nào, mình sẽ xem nào. Thầy sẽ dạy cái phần này nó loanh quanh khoảng độ 10 15 phút 10 phút nữa nha. Nào, phép cộng này.
Phép cộng nhé, thì các bạn lưu ý là thông thường ấy, các bạn sẽ ok Bảo Nam cứ đi thì rất là dễ dàng để cộng hai phân số cùng mẫu số, ví dụ như là 3 phần 8 cộng 1 phần 8 thì ta thấy 3 cộng 1 thấy giữ nguyên mẫu số đúng không, và tử số cộng tử số 3 cộng 1 phần 8 và bằng 4 phần 8 và bằng 1 phần 2. Hiểu phần này chưa? Hiểu thì comment chữ hờ cho thầy. Được rồi. Thế bây giờ thầy có là bình thường có là đấy là cùng mẫu số, bây giờ nó khác mẫu số. Ví dụ như là 2 phần 4, 2 phần 5 cộng 1 phần 4. Thầy ví dụ như vậy. Thì chúng ta phải đi quy đồng mẫu số đúng không nào? Quy đồng mẫu số bằng cách nào? Ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai. Đồng thời nhân cả tử số và mẫu số của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất. Ta được là 2 phần 5 cộng 1 phần 4 thì bằng 8 phần 20. Cộng bao nhiêu ạ? Cộng 5 phần 20. Và kết quả bao nhiêu ạ? 13 phần 20. Rõ phần này chưa? Bao nhiêu bạn đã rõ hay là rất rõ rồi? Comment cho thầy là con rất rõ. Cái như bài toán này nó chỉ phức tạp khi như này. Đấy, nó đây là cộng hai phân số thì dễ rồi. Nhưng có lúc nó lại cộng một số tự nhiên với một phân số, ví dụ như 3 phần 3 cộng với 2 phần 5. Thì cái bài này chúng ta sẽ làm thế nào? Đấy, có những bạn thì đã quen, có những bạn thì gặp phần này là thậm chí là bỡ ngỡ. Thì phương pháp này, tất cả khi làm phép tính cộng trừ nhân chia số phân số mà có số tự nhiên, ta đưa về dưới dạng phân số 3 cộng 2 phần 5 tức là bằng 3 phần 1 cộng 2 phần 5. Được chưa các con? Thế đây thì trở về là 2 phân số có cùng mẫu số thôi. Bằng gì đây? 15 chỗ này là bằng 15 phần phần 5 cộng bên này là bao nhiêu ạ? Cộng 2 phần 5 và bằng 17 phần 5. Các bạn hiểu phần này chưa? Hiểu hay là rất hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Phép trừ ví dụ cũng vậy nha. Ví dụ như là thầy có 4 là 9 9 phần 4 trừ 2 thì có phải là chúng ta cần phải viết phân số tự nhiên dưới dạng phân số không? Bằng 9 phần 4 trừ 2 phần 1 hay là bằng 9 phần 4 trừ 2 x 4 bằng 8, 8 phần 4 bằng 1 phần 4. Yes. Rõ chưa ạ? Các bạn đã hiểu được cái điều này rồi chứ? Thêm một ý này. Ví dụ như phép nhân. Ví dụ như 3. Nhân 2 phần 5. Đôi lúc chúng ta bị quên hoặc bị dối đúng không ạ? Thì cách thức ta cứ đưa về dễ dàng là 3 phần 1. Nhân 2 phần 5. Và bằng 6 phần 5. Hiểu chưa các con? Bao nhiêu số các bạn thực sự rõ phần này, comment cho thầy là con thực sự rõ. Bạn thấy Lộc vào lớp chưa nhỉ? Rồi, thấy Lộc vào lớp. Lộc sau này có vào muộn đấy con? Rõ rồi đúng không? Nhà nhớ là với phép chia, phép nhân, phân số không thấy.
cứ đưa về dưới số tự nhiên thì đưa về dưới dạng 1 là xong. Bây giờ thầy sẽ dành thời gian chữa luôn bài cho các bạn nha. Các bạn có thể dở sách của mình ra sang năm. Có bạn nào chưa nhận được sách không? Các bạn nhận được sách hết chưa? Nhận hết rồi đúng không ạ? Kể to rồi. Nào trang 5 nào. Đọc cho thầy bài số 1. Xin mời bạn. Nguyễn Lê Hải Phòng. Con thưa thầy. Đọc to lên, con đọc nhỏ thầy không nghe đâu. Con thưa thầy, bài 1. Viết tiếp phân số tích hợp vào chỗ chấm. Đọc tiếp. Trong các phân số 4/6, 10/6, 8/12, 25/15, 50/30, 75/100. A. Các phân số bằng 2/3 là B. Các phân số bằng 5/3 là. Nào, bây giờ chúng ta ok rồi, mic của Phương My được rồi, tốt rồi. Ở đây chúng ta nhìn này, các phân số bằng 2/3 thì đây nó có gì đây? 4/6 đúng chưa? Phải chấm phải gì nữa? 2/3 nhân với 4 thì bằng số nào ạ? 8/12 đúng không? Gì nữa? Nhân với 5. Đây. 2/3 hết rồi. Đây. Cũng không phải. Hết chưa các con? Hết rồi ạ. Hết rồi ạ. Nào, bằng 5/3 thì có phân số gì đây? 2/15. 6/10 là 10/6 đúng không? Nhân với 2 thì bằng 10/6 đúng không? 25/15 ạ. 25/15 nhân với 5. 50/30. 50/30. Rồi tiếp. Hết chưa? Hết rồi ạ. Ok, chưa đi. Chưa xong thì comment cho thầy chữ xong, chữ y xỉ. Được chưa? Các con đã xong chưa? Nào, chữa bài số 2, đọc bài số 2 cho thầy. Mời bạn Mai Anh, Đặng Mai Anh. Con thưa thầy, là bài 2, rút gọn các phân số sau theo mẫu. Bảo Nam đọc lại. Con thưa thầy, rút gọn các phân số sau theo mẫu ạ. Theo mẫu nha. Mời bạn Hoàng Bảo Trâm. Hoàng Bảo Trâm đọc lại cho thầy nào. Thầy là rút gọn các phân số sau theo mẫu. Ok nào, bài này. Bảy tám phần sáu sáu thì bằng 13/11 đúng không? 92/100 thì bằng bao nhiêu? Ta cùng chia cho mấy? Cùng chia cho mấy ạ? 92 chia cho 4 đúng không? 92 chia 4 bằng 23. Phần 100 là bằng 2 phần 25 đúng không? Ok, nào tiếp tục. Đọc cho thầy bài tiếp theo, mời bạn Bảo Hân. 75/125 thì bằng mấy? Chia cho mấy? Cùng chia cho mấy? 75/125 con nghĩ là cần chia cho 5 ạ. Con thấy ơi. Tốt rồi. Còn ai có phương án khác? Con. Mời con.
Con thưa thầy là chia cho 25 ạ. À, chia cho 5 với chia 25 thì 25 chia 5 thì ta sẽ chia luôn một lần nữa đúng không? Bảo Hân nhá. Con chia 5 con chia tiếp một lần nữa thì vẫn là giống như chia 25 nha. Vâng. Thế 75 chia 25 bằng mấy? 75 chia 25 bằng 3. 3 125 chia 5 bằng mấy? 125 chia 25 bằng con thân thầy là 125 chia 25 là bằng 5 ạ. Được rồi, các bạn chưa đi. Bây giờ 126 và 165 thì chia cho mấy ạ? Chia cho 3. Chia cho 3. Được rồi, chia 3 thì 126 chia 3 được 40 mấy, 42 ạ? 42 phần 55. 165 chia cho 3. 55. 55 à? Được rồi, tiếp tục. 100 là phần tiếp theo. Mời bạn Tiến Dung. Đây. 150 phần 300 bằng. Ta chia luôn cho 150 đúng không? Bằng 1 phần mấy? Bằng 1 phần 2. Ok, à, các bạn bật camera lên nhé. Xin mời bạn Thế Lộc làm thành phần cuối cùng. Cái 1717 phần 1515, cái này là tương đối dễ mà tương đối khó. Bao nhiêu bạn biết cách làm bài này? Comment cho thầy số 8 nào. Nếu bạn chưa biết cách làm thì comment số 9. Mời bạn Gia Bảo nêu cách làm cho thầy. Con thân thầy là con lấy là con thân thầy là con lấy 1717 phần 115 chia cho 1717 ta chia cho 17 này. Thì bao nhiêu ạ? Con thương thầy là 101 đúng không? Vâng ạ. 101. Nhưng mà thầy con lấy luôn là 17 phần 1515 chia cho 101 là bằng 17 phần 15 ạ. À? À, chỗ này ta cùng chia cho, viết đây là 1717. Chia cho 101. Phần 1515. Chia cho 101 ạ. Chia cho 101. Bằng 15. Ok. Bằng 17 phần 15. Bạn rõ phần này chưa ạ? Rõ comment thầy là đã rõ hoặc rất rõ viết vào. Rõ ạ. Thấy chưa đi? Con không nhìn được số. Con có câu hỏi gì không? Con cho em đi vệ sinh. Ờ, đi. Con không nhìn được số của bài cuối ạ. Rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao bây giờ là cho đồng hồ thầy là 18:47. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao là 6 phút đến 18:48 cộng 6, 18:54 chúng ta sẽ quay lại nha. Cần viết phần này vào. Con nói thầy là con không nhìn rõ số của bài cuối của bài 2 ạ. Con cuối bài 2 ạ. Đây gì bài cuối bài 2 gì? Vâng ạ. Cả hai cái này nó cùng chia hết cho một số 101 con ạ. Nha. Hiểu chưa? Ừ. Mà kết quả lấy tử chia cho 101 bằng 17, mẫu chia 101 bằng 15. Thế thôi. 18:54 chúng ta quay lại.
Có ai chơi Roblox không? Có. Level mấy? Mắc. Kinh nhỉ. Có trái cấp tổ không? Có. Có cả trái độc luôn. Tôi xong các bạn suy nghĩ thêm cho thầy phần bài 3 nhé. Bài 3, bài 4. Ok, nào tiếp tục, chúng ta tiếp tục nha. Mời các bạn quay trở lại nào. Thầy hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn quy đồng mẫu số. Cái bài này thì để chúng ta nắm được cách làm thôi. Cái quy đồng mẫu số ấy thì các bạn trình bày như sau. Thầy làm mẫu bài nhé. Đây ta có. Ta biết là gì ạ? Ta có 5/8 bằng. Phải viết 5/8 kiểu này được không? Nha, 5/8 bằng 5 × 5 × 8 × 5. Thôi thì viết này hơi khó nhìn. Đấy nha, các bạn sẽ viết này, ta có là 5/8 bằng 5 × 5 phần 8 × 5 và bằng 25/40. Được chưa các con? Hôm nay thầy là con đã viết 8/5
thì sẽ bằng 8 nhân 8. 8 nhân 8 phần 8 nhân 5 nhân 5 nhân 8. 5 nhân 8. 5 nhân 8. Bằng 64/40. 64/40. Xong hai cái cộng lại với nhau. Không có cộng đâu, chỉ có quy đồng thôi. Được không? Thực ra có câu kết luận nữa. Nha. Nhưng thôi chỗ này nó chặt rồi thôi. Thế này được không? Nha. Chưa đi. Viết vào đi ạ. Viết xong comment thầy chữ x gì. Con thầy là con lỡ viết luôn là hai con số luôn ạ. Con viết luôn là 25 phần 40 và 64 phần 40. Ok chưa? Con thầy là con lỡ viết hai phân số luôn chứ con không nhân như thế gì ạ? Nào. Viết đi ạ. Viết xong rồi nha. Hướng dẫn các bạn chữa luôn này. Về nhà thấy hai bạn phần B, phần C làm được không? Có ạ. Thấy thầy. Lại phần tính này thì làm được đúng không? Vâng ạ. Đấy, thì sau thì về thì thầy sẽ giao cho bài 3, bài 4 này nhá. Thầy ơi thầy. Có câu hỏi gì nói đi con. Em lỡ viết là, em không viết phép tính như thầy mà em lỡ viết luôn kết quả của hai phân số A. À, thôi sao được. Sao không thầy? Được, cũng được nhá. Vâng ạ. Chấp nhận. Em nhấn nhầm ạ. Được, ok nào. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần nâng cao nhá. Tính nhân phân số các bạn này biết là vở này. À, tính nhanh thứ nhất là dạng 1 là tính nhanh tổng của nhiều phân số có tử số bằng 1. Mẫu số của phân số đứng sau gấp 2 lần mẫu số của phân số đứng trước. Đọc lại cho thầy dạng 1. Xin mời bạn Phương Mỹ. Các bạn khác viết phần này vào vở. Em không thấy màn hình ạ. À, chưa thấy à? Không thấy màn hình ạ. Không sao sao đây, thấy ngay rồi. Thấy chưa con? Thấy rồi ạ. Thưa thầy, mời Phương Vy. Dạ em thưa thầy. Dạng 1, tính nhanh tổng của nhiều phân số có tử số bằng 1. Mẫu số của phân số đứng sau gấp 2 lần mẫu số của phân số đứng trước nó ạ. Xin mời bạn Sơn Lâm. Thầy ơi, có cần viết cái bài này không ạ? Có, biết rồi, viết tất cả nhân viên có nhé. Có tử số bằng 1, mẫu số của phân số số đứng sau gấp 2 lần mẫu số của phân số trước ạ. À, phân số nó. Ok. Mời bạn khác nào, mời bạn Quang Vinh. Dạng 1, tính nhanh. Tổng của nhiều phân số có tử số bằng 1. Mẫu số của phân số đứng sau gấp 2 lần mẫu số của phân số trước đó. Trước đọc, đọc cái đề bài cho thầy, mời bạn. Gia Bảo đâu? Đây ạ. À? Đọc cho thầy. Dạng 1. Tính. Thôi đọc đọc đề bài luôn, đọc bài toán luôn. Bài toán thật. 1/2 cộng 1/4 cộng 1/8 cộng 1/16 cộng 1/32 cộng 1/64 cộng 1/128 ạ. Ok. Nào các bạn đã biết cách làm bài này chưa? Cho thầy hỏi là nào các bạn nào đã biết cách làm bài này chưa? Rồi ạ. Nếu xin mời các bạn. Dạ, con nhớ nhập. À, thế cách làm bài này nhé. Thì cách làm như sau này. Bây giờ các bạn nhìn này, một cái bài toán này. Việc tất cả dừng bút lại đi, không viết đâu.
dừng lại thầy hướng dẫn đang. Các bạn có nhìn thấy, nếu mà nhìn bài toán này nó rất là nhiều các cái phân số đúng không? Tổng bao nhiêu phân số đang có tử số thì bằng 1, đúng là bằng 1 đấy không? Mẫu số của phân số đứng sau nó gấp 2 lần mẫu số của phân số đứng trước, đúng chưa? Đúng chưa? Cần đợi thầy nào? Vậy thì để làm bài này nó phải có phương pháp. Còn nếu chúng ta cứ đi quy đồng thì nó cũng được, nhưng nó lâu đúng không? Vậy phương pháp là gì? Thì chúng ta phải tách ra. Ở đây ta thấy phân số 1 phần 2 này, nó chính bằng 1 trừ 1 phần 2. Có đúng là 1 phần 2? 1 phần 2 thì nó bằng 1 trừ 1 phần 2 không? Đúng chưa các con? Đúng gần đầu thầy. Thế phân số 1 phần 4 này thì nó lại 1 phần 4 nhá. Thì nó lại bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 4. Có đúng không? Như vậy không? Có. Thế giờ tiếp tục ta lại có 1 phần 8. Thì lại bằng 1 phần 4 trừ 1 phần 8. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Thế tương tự như vậy 1 phần 16, 1 phần 32, 1 phần 64, 1 phần 128 thì nó sẽ theo cái quy luật này. Đấy, và ta sẽ viết bằng gì ạ? Ta có 1 phần 2 bằng 1 trừ 1 phần 2. Hiểu phần này gần đầu thầy nào? Được chưa? 1 phần 4 này thì bằng 1 phần 2 thì bằng 1 trừ 1 phần 2. 1 phần 4 thì bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 4. Hiểu phần này gần đầu nào? Tương tự 1 phần 8 thì bằng 1 phần 4 trừ 1 phần 8. Hiểu phần này gần đầu này, hiểu không? 1 phần 16 thì bằng 1 phần 8 trừ 1 phần 16, vân vân. 1 phần 32 đến 1 phần 128 thì bằng 1 phần 64 trừ 1 phần 128. Hiểu phần này gần đầu thầy nào? Rõ chưa? Tiếp tục, ta sẽ viết tiếp bằng gì? Ta bỏ dấu ngoặc đi. Thì nó bằng 1 phần 2, 1 trừ 1 phần 2, cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 4, cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 8, cộng vân vân. Cộng 1 phần 64 trừ 1 phần 128. Ở trên ta bỏ ngoặc dưới này được không? Thế thì các bạn nhìn thấy này, đây có trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 thì nó bằng 0 đúng không? Trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 4 bằng 0 đúng không? Trừ 1 phần 8 cộng 1 phần 8 bằng 0 đúng không? Trừ 1 phần 6, 16 cộng 1 phần 6 bằng 0 đúng không? Trừ 1 phần 64 với cộng 1 phần 64 bằng 0 đúng chưa? Vậy nó chỉ còn 1 này, trừ 1 phần 128. Và kết quả bằng 127 phần 128. Dễ không các con? Hay không ạ? Bao nhiêu bạn đã hiểu phần này ạ? Hiểu đi. Nói là con hiểu. Con hiểu. Còn bạn nào hơi hơi hoặc chưa hiểu phần này không ạ? Có bạn nào hơi hoặc chưa hiểu? Comment về chữ K. Nào mời Phương My bật mic lên con. Dạ vâng ạ. Nào thầy hướng dẫn lại nhé. Được cái phần, đây là đề bài đầu tiên được chưa? Vâng ạ. Thế bây giờ 1 phần 2 bằng 1 trừ 1 phần 2 hiểu không? Rồi ạ. 1 phần 4 thì bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 4 hiểu không? Rồi ạ. 1 phần 8 thì bằng 1 phần 4 trừ 1 phần 8 hiểu không? Vâng ạ. Nếu thầy viết tiếp nữa 1 phần 16 thì bằng bao nhiêu? Thì lại là bằng 1 phần 8 trừ 1 phần 8 trừ 1 phần 16. Đúng rồi. Thế 1 phần 32 thì thầy lại lấy 1 phần 16 trừ 1 phần 32 đúng không? Vâng. 1 phần 64 thầy lại lấy 1 phần 32 trừ 1 phần 64 đúng không? Vâng ạ. 1 phần 128 bằng 1 phần 64 trừ 1 phần 128 đúng chưa? Vâng. Nhưng nó dài nên là không biết, người ta để chấm chấm này được, hiểu chưa? Vâng. Từ đây ta bỏ hết cái dấu ngoặc đơn này đúng không? Thì xuống dưới này được chưa? Vâng. Ở đây có trừ 1 phần 2 với cộng 1 phần 2 thì nó bằng 0 đúng không? Vâng ạ. Trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 4 bằng 0 đúng không? Vâng ạ. Vân vân như thế đến trừ 1 phần 64 với cộng 1 phần 64 là 0 đúng không? Vâng ạ. Vậy nó chỉ còn 1 này, trừ đi 1 phần 128 thì đúng không? Vâng ạ. Hay nó bằng 127 phần 128, dễ hiểu chưa? Rồi ạ. À, các bạn sẽ chữa phần này vào cho thầy nha. Ngọc Ánh hiểu chưa con? Sau khi thầy giảng cho bạn Phương My, con Ngọc Ánh đã hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. À, dễ hiểu không con? Là có cần phải viết cái... Được
Các khác chữ bài về đi. Viết là vở mình nha. Đọc lại cho thầy bài làm. Xin mời bạn. Mời con đi. Con thân thể là bằng 1 phần mở ngoặc 1 trừ 1 phần 2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 phần 2 trừ 1 phần 4 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 phần 4 trừ 1 phần 8 đóng ngoặc cộng chấm 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 cộng mở ngoặc 1 phần 64 trừ 1 phần 128 đóng ngoặc bằng 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 1 trừ 1 phần 8 cộng 1 phần 8 chấm 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 cộng 1 phần 64 trừ 1 phần 128 bằng 1 trừ 1 1 trừ 1 phần 128 bằng 127 phần 128. Các bạn viết xong comment rồi chữ xong. Xuân Lâm đã hiểu chưa con? Xuân Lâm hiểu chưa ạ? Em hiểu rồi ạ. À, tốt rồi. Được chưa? Các bạn gặp lại dạng này các bạn có làm được không? Để hiểu chưa? Ok. Được rồi. Bây giờ nhé, thầy ví dụ này. Nâng lên độ khó tí nhé. Bây giờ thầy bỏ cái này đi. Nó chỉ đến đây thôi. Để các bạn làm tính cho thầy bằng bao nhiêu nào. 1 phần 2 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 8 cộng 1 phần 64. Tính nhanh cho thầy bằng bao nhiêu? 63 phần 64 ạ. 63 phần 64. Bạn nào trả lời 63 phần 64 nhỉ? Phương My ạ. À, tuyệt vời. Con hiểu rồi đúng không? Vâng ạ. Đấy. Tốt rồi. Hay không? Thầy hiểu hết rồi đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ thầy thay nâng độ khó hơn chút nữa nhá. Bây giờ là 128, bây giờ thầy cộng với cả 1 phần 256 thì sao? 1 256. Con comment xuống đi, comment xuống.
Không phải 125 mà phải là 255 phần 256 nhé. Đây là 256 mà phải 126 đâu. Ok, thôi được rồi. Thầy chuyển sang phần tiếp theo nhé, dạng 2. Ở dạng 2 cái phần này thì hôm trước... thôi bỏ qua cái phần này đi. Cái dạng này bỏ qua, tạm bỏ qua nhé. Đây, dạng này hay gặp hơn. Dạng 3 này tính nhanh tổng của nhiều phân số có tử số là 1. Mẫu số là tích của hai số có hiệu bằng 1. Đấy, các bạn thấy bài này có tư duy cao không? Nào, 1 phần 1 nhân 2 cộng 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4 vân cộng 1 phần 2020 nhân 2021. Đọc lại cho thầy dạng 3 và bài phần A nào. Xin mời bạn Ngọc Ánh nào. Con thưa thầy ạ, dạng 3 tính nhanh tổng của nhiều phân số có tử số là 1, mẫu số là tích của hai số có hiệu bằng 1. Ok. Đọc tiếp. A 1 phần 1 nhân 2 cộng 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4 cộng 1 phần nhân 1 phần 2019 nhân 2020 cộng 1 phần 2020 nhân 2021. Bạn nào biết cách làm dạng này chưa? Bạn nào biết cách thì comment số 1, mà chưa thì comment số 0 nào. Không sao nhé, bài này nó vô cùng đơn giản. Có muốn thầy bật mí cho cách làm không? Có. Đây này, cái dạng này này, tính nhanh tổng các cái phân số mà nó có, tạm gọi là phân số nha, tạm gọi đây là phân số. Nên sau này thì ở lên cấp 2 thì sẽ gọi một cái từ khác, nhưng tạm gọi là phân số. Thế đây là tử số là 1 đúng không ạ? Giống nhau hết đúng không? Thế tử số là tích của hai số có hiệu là bằng 1 luôn, bằng tử số luôn. 2 trừ 1 bằng 1 đúng không? 3 trừ 2 bằng 1 đúng không? 4 trừ 3 bằng 1 đúng không? 2020 trừ 219 bằng 1 đúng không? 2021 trừ 210 bằng 1 đúng không? Yes, rõ phần này comment yes cho thầy nào. Yes. Thì cách làm đơn giản như sau nào, cách làm đơn giản như sau. Như này, chúng ta chỉ việc tách ra ở đây từng phần một, mỗi một phân số này, 1 phần 1 nhân 2 thì bằng 1 phần 1 trừ 1 phần 2. 1 phần 2 nhân 3 thì bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 3. 1 phần 3 nhân 4 thì bằng 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Vân vân. Đó. Các bạn nhìn này. Chúng ta chẳng cần phải quy đồng mẫu số mà vẫn làm được. Đây ta có 1 phần 2 à, 1 nhân 2 thì có bằng cái này không? 1 trừ 1 phần 2 đúng không ạ? Đúng gần đầu với thầy nào. 1 phần 2 nhân 3 thì bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 đúng chưa ạ? Đúng gần đầu với thầy nào. 1 phần 3 nhân 4 phải bằng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 đúng không? Gần đầu thầy. Ở đây bằng đây. Đây bằng đây. Hiểu phần này comment cho thầy chữ hờ hoặc chữ hiểu. Đúng chưa? Thế thì ta nhìn ở đây, ta có 1 trừ 1 phần 2 với cộng 1 phần 2 thì bằng 0 đúng không? Cộng 1 phần 3 với trừ 1 phần 3 thì bằng 0 đúng không? Cộng 1 phần 4 với trừ 1 phần 4 bằng 0 đúng không? Vân vân. Đến
cái trừ 1 phần 4 với cộng 1 phần 4 bằng 0. Về trừ 1 phần 219 với cộng 1 phần 219 bằng 0. Trừ 1 phần 220 với cộng 1 phần 220 bằng 0. Vậy cứ cả cuối cùng bằng 1 chứ 1 phần 2021 đúng không? Phải là bằng 20 phần 21 đúng không? 2020 bằng 2020 phần 2021. Nhanh hay rất nhanh ạ? À? Nhanh không ạ? À? Vậy nó chỉ bằng 1, 2, 3 bước giải là xong cái bài toán này. Các bạn thích chứ? Cho thầy hỏi bao nhiêu bạn đã hiểu phần này thì comment cho thầy là con hiểu. Mời bạn Bảo Hân. Bảo Hân có cách nào nhanh hơn nữa con? Có cách nào con chia sẻ cho thầy với cả lớp nào? Có cách nào khác nhanh hơn được? Bảo Hân đâu? Con chỉ nói là có thể nhanh hơn được. Ý con hỏi đấy, có cách nào nhanh hơn nữa không gì? Tạm thời đây là cách nhanh nhất rồi nhé. Cho thầy hỏi các bạn đã thấy hiểu cái này chưa? Bạn nào chưa hiểu thì comment chữ K. Con hiểu rồi thì ok, đọc cho thầy phần bài làm. Còn bạn khác viết vào vở nha. Phương My chưa hiểu à? Xuân Lâm chưa hiểu. Còn ai chưa hiểu nữa comment chữ K. Hoặc hơi hơi hiểu, chưa hiểu lắm thì comment chữ K. Rồi, Chí Đạt bật mic lên thầy hướng dẫn. Con nói to lên thầy chưa nghe rõ con nào, Chí Đạt nghe. Đầu tiên là phần A đề bài này, con rõ đề bài chưa? Thế bây giờ ta tách ra nhá. Ở đây 1 phần 1 nhân 2 cộng 1 phần 2 nhân 3 thì 1 phần 1 nhân 2 thì nó chính bằng 1 trừ 1 phần 2. Có đúng là bằng 1 phần 1 nhân 2 không? Thế 1 phần 2 nhân 3 thì nó chính bằng 1 phần 2 này trừ 1 phần 3. Nhìn thấy không? Thế 3 nhân 1 bằng 3, 2 nhân 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1 phần 2 nhân 3 đúng chưa con? Tương tự 1 phần 3 nhân 4 thì bằng 1 phần 3 trừ 1 phần 4, hiểu không? Đó. Mãi mãi thế là đến 1 phần 219 phần hạ nhân với 220 bằng 1 phần 219 trừ 1 phần 220 được chưa? 1 phần 220 trừ phần nhân với 2021 thì bằng 1 phần 210 trừ 1 phần 221, hiểu chưa? Vâng. Thì bây giờ ta cứ ở đây có trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 thì bằng 0. Trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 bằng 0. Vân vân mãi thế đúng không? Vâng. Đến trừ 1 phần 2 2020 với cả cộng 1 phần 2020 bằng 0 đúng không? Vậy nó chỉ còn 1 trừ đi 1 phần 2021 đây đúng không? Vâng. Và bằng 2020 phần 221. Dễ hiểu chưa? Vâng. Phương My hiểu chưa con? Rồi ạ. 220 phần 221 thì không rút gọn được thêm nữa, ra bảo nó tối giản rồi con. Đúng chưa? Ok, bây giờ thì các bạn sẽ viết phần này vào và vở mình nha. Một bạn khác đọc lại thầy phần đề bài và bạn là bài làm. Xin mời bạn. Thanh Huyền đâu nhỉ? Thanh Huyền vệ sinh à? Rồi, thầy mời bạn Nguyễn Ánh nào. Hôm nay dạng 3. Tính nhanh tổng của nhiều phân số có tử số là 1. Mẫu số là tích của hai số có hiệu bằng 1. A. 1 phần 1 nhân 2 cộng 1 phần 1 2 cộng 1 phần 2 nhân 3 cộng 1 phần 3 nhân 4 cộng chấm chấm cộng 1 phần 2019 nhân 2020 cộng 1 phần 2020 nhân 2021 bằng 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng chấm 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 cộng 1 phần 2019 trừ 1 phần 2020 cộng 1 phần 2020 trừ 1 phần 2021 bằng 1 trừ 2 bằng
1 trừ 1 phần 2021 bằng 2022 phần 2020 phần 202 phần 2021. Ok. Thôi thầy sẽ gửi cái phần này lên trên nhóm cho các bạn nha. Thế bây giờ thầy hỏi là cho làm lại cái dạng bài này các bạn có làm được không? Có. Rồi, dễ rồi đúng không? Nào, bây giờ thầy thay cái này, cái cuối cùng nó không phải là 1 phần 2020 phần 2021, bây giờ cộng với 1 phần 2021 nhân 2022 nữa được không? Thì kết quả bằng bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? Được chưa? Xong chưa? Ok. Các bạn viết vào đây, viết vào nha. Rồi. Nào, thầy hỏi các bạn nào, các bạn thấy hôm nay nội dung này học có dễ hiểu không? Có ạ. À, các bạn có thích cái phần nâng cao đấy không ạ? Có. Được rồi nha. Cái phần này nó rất dễ hay gặp phải. Hôm nay thì thầy sẽ giao bài tập về nhà nhé, thì như sau. Giao bài tập về nhà trước, các bạn có muốn được tham gia game trí tuệ không? À, game trí tuệ. Có ạ. Đây, phần bài tập về nhà thì các bạn sẽ làm bài 3 và bài 4 này. Mấy thầy sẽ giao thêm một khoảng 2 bài nhỏ nữa nha. 2 bài nữa thì làm và vở xong chụp ảnh gửi lên được chưa? Bài 3, 4 làm trong sách nha. Ok, giờ các bạn bấm vào link này đi. Bấm vào link để tham gia game trí tuệ. Nhanh nào, chúng ta chỉ có mấy phút rồi, không có nhiều thời gian. Làm nhanh. Lấy giấy nháp ra, lấy nháp để chúng ta làm nào. Rồi, đã có 14 màn rồi, khẩn trương nào. Mười lăm rồi, khẩn trương nhanh nhanh, chúng ta còn 30 giây nữa. Còn bạn nào chưa vào được không?
Ok. Bắt đầu. Các tính cẩn thận đấy nha. Đừng để mất điểm. Ok. Mai Anh và Hải Phong đang vươn lên. Hương My đã vượt lên rồi. Mai cũng đang áp sát top 3. Hải Phòng bất ngờ vượt lên dẫn đầu. Mai nhá vượt lên trên Phương My. Mai đã áp sát Nguyễn Lê Hải Phong rồi. Trương Tuấn Phong đang áp sát top 2. Phong đã vượt lên dẫn đầu.
rất kịch tính. Mai đã vượt lên rồi, rất tốt. Tuấn Phong lại vượt Mai Anh. Mai lại vượt Tuấn Phong. Bất ngờ Tuấn Phong đã vượt lên Mai Anh. Các bạn còn 10 giây nữa. Ok. Rồi, chúc mừng bạn Trương Tuấn Phong, Mai Anh và Ngọc Ánh, rất tuyệt vời. Nào bảng xếp hạng cá nhân của chúng ta. À đúng rồi, Hải Phong thì đang top 1 nhưng mà các bạn lúc xong các bạn lại vượt lên. Đây là top 10 bạn của chúng ta. Chúc mừng các con đã hoàn thành tốt phần game trí tuệ. Con chào thầy, con đi ăn tối ạ. Ok. Tạm biệt các bạn nha. Con chào thầy ạ. Bye bye. Con chào thầy ạ.